Xin chào mừng tất cả quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với showroom Car Center có địa chỉ tại số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội. Và ngày hôm nay, trong số rất là nhiều mẫu xe hiện đang có mặt tại cửa hàng em thì em sẽ xin phép được giới thiệu đến quý anh chị và các bạn về một chiếc xe gầm cao này, 7 chỗ này, đến từ thương hiệu Nhật Bản, thương hiệu Mazda, và trong tầm giá là dưới 1 tỷ đồng. Thì chúng ta hãy cùng xem qua về chiếc xe này để cảm nhận, để có cái nhìn cảm nhận riêng của mình để xem chiếc xe này dưới phân khúc 1 tỷ đồng thì có xứng đáng để mua hay không, quý anh chị và các bạn nhé. Thì chiếc xe này đầu tiên chúng ta sẽ giới thiệu sơ qua thì nó là một chiếc Mazda 3, nó là một chiếc CX-8 phiên bản 2.5 với năm sản xuất là 2020 Luxury, phiên bản Luxury quý anh chị và các bạn nhé. Và chiếc xe này thì có biển số Hà Nội, lăn bánh chỉ có 18.000 km thôi, rất là ít, cũng có thể được gọi là dạng rất là lướt ở cửa hàng em. Đó, thì về bên ngoài nội ngoại thất thì chiếc xe này giống gần như là một chiếc CX-5, nhưng mà có chiều dài cơ sở lớn hơn rất là nhiều và là một trong những chiếc xe 7 chỗ có khoang hành khách ngồi khá là rộng và thoải mái trong phân khúc. Đây, chúng ta bắt đầu điểm qua về phần ngoại thất rồi đến nội thất của xe của anh chị và các bạn nhé. Về phần ngoại thất thì cũng không phải nói gì nhiều rồi. Thì đặc trưng của Mazda chúng ta đã xem qua rất nhiều. Mazda thì cũng là một dòng xe phổ thông mà được rất nhiều người biết đến, nên là về phần thiết kế các thứ thì chúng ta cũng không cần phải trình bày gì nhiều, mà chỉ cần ngó qua thôi. Về cái độ mới chẳng hạn như là sơn si này, lốp lát này, đây, lốp còn rất là mới quý anh chị và các bạn nhé. Đó, la răng này, la răng rất là đẹp, la răng 19 inch. Đèn thì cũng đều là đèn full led, đầy đủ các tính năng thông minh hiện đại nhất. Đó, mặt ca lăng có thay đổi so với CX-5, mặt ca lăng ốp những cái nẹp kim loại rất chrome rất là đẹp. Đó, và xe thì cũng có chiều dài rất là ok quý anh chị và các bạn nhé. Phần đuôi xe này đó, phần đuôi xe đã thiết kế này, có cái đường nẹp ốp chrome nối giữa hai đèn hậu trông rất là đẹp. Đây, phần đèn thì cực kỳ là sắc nét nhá, hai tách cái nẹp dài nối giữa hai đèn. Và trên mỗi xe các phiên bản thì đều sẽ đều có chữ nhá, Deluxe, Luxury và Premium. Phần Oppo trên chiếc xe này thì giống hệt như những chiếc GLC. Đấy, Oppo trông rất là đẹp. À quên, còn phần cốp đã, chúng ta cùng ngó qua một chút cốp để xem về khoang hành lý. Cực kỳ là thoải mái luôn quý anh chị và các bạn nhé. Khi mà gập hết hai ghế hàng thứ ba xuống thì chúng ta được một khoang hành lý cực kỳ là rộng rãi và thoải mái. Đây này. Đó, cốp điện chúng ta cần bấm một cái là xuống. Rồi, hãy cùng xem qua một phần hàng ghế sau. Đây, những cái chi tiết da vẫn còn rất là mới, rất là mới luôn quý chị và các bạn nhé. Chúng ta có thêm cả rèm che nắng này. Hàng ghế thứ hai này, chất liệu da thì là da Napa quý anh chị và các bạn nhé, là một trong những chất liệu da rất là cao cấp. Và khi mà chúng ta sờ này, chúng ta sẽ có thể cảm nhận được cái độ mượt mà cũng như là êm ái trên từng miếng da. Hàng ghế sau thì hầu như là không có người ngồi, cực kỳ là đẹp. Đây, hàng ghế trước thì những cái phím bấm này, điều khiển lên xuống gương, chỉnh kính các thứ.
Ghế lái thì có ghế chỉnh điện này và nhiều ghế hai vị trí. Ghế phụ thì là ghế chỉnh điện của anh chị và các bạn nhé. Ghế lái còn phải cực kỳ mới luôn. Đó. Vô lăng này. Vô lăng tích hợp phím bấm rất là đầy đủ. Màn hình, cần số và đây chúng ta có thể thấy rất là hay nhá, chủ xe vẫn là nhất quyết không chịu bóc ni lông, vẫn giữ nguyên ni lông để cho chủ cũ, để cho người đến sau vẫn được bóc tem thêm một lần nữa. Đấy, nhất quyết là không chịu bóc, còn nguyên ni lông này chúng ta về chúng ta chỉ việc bóc ra thôi là lại mới y như ngày đầu với anh chị và các bạn nhé. Ngoài ra ở trên này chúng ta có hiển thị kính lái HUD. Và để biết rõ hơn, chi tiết hơn về chiếc xe này thì tốt nhất là quý anh chị cũng như là các bạn nên dành chút thời gian ghé thăm trực tiếp showroom tại địa chỉ số 9 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội để có thể tận mắt nhìn thấy, tay sờ, mắt thấy để cảm nhận về độ mới cũng như là chiếc xe này có đáng để chúng ta xuống tiền hay không. Còn theo như cá nhân em thì dưới 1 tỷ đồng thì chiếc xe này rất là ok. Giá mà bên em đang chào bán chiếc CX8 này là 990 triệu đồng, có gia lộc thêm cho những quý khách hàng đến xem xe trực tiếp tại showroom và hỗ trợ trả góp lên tối đa là 70% giá trị xe, đồng thời cam kết bằng văn bản hợp đồng về chất lượng xe cho quý anh chị và các bạn đến mua xe tại showroom. Nên mà mọi người đừng có lo lắng nhé, hãy đến sắm cho mình một chiếc xe đi Tết cực kỳ là ưng ý ngay thôi nào. Bên em vẫn còn rất là nhiều các mẫu xe khác nên là rất mong anh chị dành một chút thời gian qua ngắm nghía và cảm nhận, biết đâu chúng ta lại có duyên mua được một chiếc xe đấy hợp ý mình. Em xin phép được cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.